Xin chào anh em nhé. Hôm qua là cũng dạy Khải là quy trình lấy nước này, bơm bóng này. Đấy, bây giờ đang là bước 1 nhá cả nhà nhé. Đại nhân bóng kích nổ của chúng tôi đang hướng dẫn quý vị bước 1 làm đế cả nhà. Đấy, hôm nay là có 4 quả bóng nổ thì các bạn làm 4 cái đế nhá. Theo tông màu của bóng. Đấy, tông của bóng là hôm nay là mix hai màu nhé. Hai màu thì mình sẽ làm đúng hai màu đó. Anh em mà đi truyền thông mà chết. Thôi là đóng gói thành khóa học online luôn. Chuyển giao công nghệ cho anh em ở xa. Bạn sẽ làm 4 quả như này đó. Đấy. Thế thì cho này. Theo màu luôn, theo tông luôn, chân đế nó trong quả bóng con bao nhiêu thì màu của chân đế cũng màu đấy, nó mới đẹp. Nhiều khách hàng là nó rất được khó tính mình đấy. Bạn sẽ làm 4 quả này thì bốn làm 4 chân này. Chim nó có bắt sóng được không thì phải kiểm tra hết. Trước khi mình làm phải kiểm tra hết chim, bắt chim để kiểm tra độ bắt sóng của chim. Bất kể đoạn nào để kiểm tra trước khi mình làm. Cái chip không dây là chip lơ là cái tài an toàn nhất. Cho chip có dây thì mình sẽ bị sẽ khi mà không để ý là dây rơi ra là sẽ gây cháy. Nên là giờ chip này là chip an toàn nhất của mọi người và không bị nổ. Sạc pin đúng không? Xem còn pin không? Sạc pin đây, kiểm tra xem nó có hoạt động không, thì là nhiều khi nó đấy, bấm thử chip 4 cái nó đều đỏ là bình thường đấy. 4 cái ok, bắt đầu bị sạc. Sạc cho chắc ăn đúng không? Đây, hiện tại là đang in tiếng pin đang yếu đấy. Còn đoạn thứ hai là kiểm tra pin là phải chúng ta phải sạc ở đây mình nó sẽ ấy. Đấy, còn đoạn thứ hai bình khí đây, bình khí gân nhá, bình khí nguyên cho các bạn nhá, bình khí nguyên bọc xem quy trình, máy tinh luôn, bình này bình 10 lít, bình thường là nếu như làm khách mà ấy là cái bên súng là thường thường là làm 50 quả, lắp vào này, 50 quả là thì bình được khoảng một bình này được mấy quả bóng to? Chích xoát 9 quả. À. Trong mình. Thế xong rồi vẫn tận dụng lại được chứ đúng không? Không. Được khóa các khóa lại được nhỉ? Quay cho quay bên này. Đấy bên nhìn này. Cố định. Đấy, quay ngược chưa? Siêu chiều đồng hồ là khóa. Vào. Đấy khóa văn được áp à? Giới thiệu mọi người, đây là bên này là bên chỉ đường xuống đường khí này, bên tay phải này xuống đường khí, và bên này là chỉ áp ra, còn bên này là khí khi vặn cái phần ngược chiều đồng hồ là khí ra này. Đây là bình mới nhá, bình mới tinh luôn đấy. Đấy, nó là 10 lít rồi, xem nó này, và đây là khí ra là đang để ở hai vạch thôi, nó sẽ ra. Máy đo khí đúng không? Đấy, khí ra để chỉ hai vạch thôi. Đấy. Hai vạch. Và đây là khí đầy bình khí.
Dạ, đồng, đồng cà phê. Mình lấy lâu. Đếm bóng. Mỗi quả là một nửa màu này, một nửa màu kia đúng không? Tổng chỗ này làm hết là 200 quả. À quên nhầm. 160 quả. 50 quả một bóng thì là 200 quả. 200 quả. Một túi đấy số 10 rồi bóng jumbo. Jumbo. Đấy, loại trái rất là cao là đây. Đây trái đây mình quay. Size 36 inch đúng không? 36 inch. Bơm khí thường. Bây giờ mình bắt đầu bơm thôi. Cái này là nó tự ngắt đúng không? Đúng rồi. Đủ khí là tự ngắt. Hai vạch. Thì cái này là tự ngắt à? Đúng rồi. Thì nó quả bóng nó đều nhau. Đấy, đủ hai vạch này. Đấy để hai vạch này. Ngắt hết mà. Nó là cái mực mực áp khí ra. Khí ra, còn đây là khí dự trữ trung bình có này, còn đây là khí ra để hai vạch thôi là nó sẽ tích ngắt. Còn một lọt ra tí nữa thì vặn vào, đây là vặn vào là khí ra này, to thêm đúng không? Vặn vào khí ra, đây là khí ra, mở ra đúng không? Thích nghe tiếng khí này đây này, đấy, nó tự ngắt đấy Hải, ngắt mình bơm ra, mình bơm ra chứ, không ăn thử không? Anh không cắt đi bảo bơm về nhà bơm một lần thôi. Đấy. Ví dụ khoảng 10 inch thì cái khí ra này mình phải cho thêm. Chứ ra cho thêm, cho để đến tầm 5 vạch. Để sẽ nhiều hơn, ở đây là nhanh ở cái đoạn này như thế này. Đây đoạn buộc ra này. Đó. Kéo rộng ra xong rồi. Đấy, bây giờ mải là chuyện bơm nhiều khí. Bơm nhiều khí nó nổ. Thế là kéo thật mạnh nhỉ, tay nè. Hai quả tay đẩy lên sau một cái nó nổ. Nhanh quá cả. Cái này nó tự hút vào đây nhỉ, nó không đấy, không bị xì đúng không? Đấy, nhanh hơn mấy giây rồi. Cái lúc đẩy vào là phải dứt khoát vào đúng không? Đỡ bị xì thôi nha. Này ông nào đang làm mà run tay bay bố lên nhỉ? Bay vào đây đây, anh nhìn này. Bay đấy. Bay vào. Đấy. Bay vào, nó lâm mấy quả lâm lên mà. Đấy, kéo sát cái này vào đó, à, cho sát vào này. Đấy. Sát đế này, đảo một vòng. Anh em lưu ý là cái dây này để tí buộc chip. Đấy, dây là dài là tí.
có các nguyên nhân gì để khiến cho bóng không nổ không? Có một nguyên nhân là bóng chip không chip được chip hỏng đúng không? Chip hết pin chẳng hạn. Hết pin. Nguyên nhân bóng tự nổ là các là do người va chạm ngoại cảnh đúng không? Ngoại cảnh là do loa này này. Ý là bỏ xa loa ra đây. Loa nó bật công suất to là nó đập căng ở trong khí ở trong thấp trong quả nó sẽ nổ. Đấy, là va chạm nhiều. Cái thứ ba là bật chip sớm quá. Khi người va chạm nó tạo một cái độ ma sát của cái chip thì nó cũng nổ. Nó nhạy cảm. Chỉ có. Này thế mà cái bóng mà nó rơi từ trên xuống là ở trong là bơm khí thường đúng không? Tức là trong những cái quả bóng con này là khí thường. Quả to là khí heli. Cái bơm khí thường này lấy máy bơm này bơm à? Đúng rồi. Thế này hơi vất hơn đấy nhỉ? Không có ngoài đấu là. À, cái này là ngăn khí à? À rồi rồi. Rồi. Buộc cái này cũng phải cẩn thận này. Em để con tay là khi em buộc là nó sẽ nổ luôn. Đây, hai tay này. Hai tay này. Bỏ con tay ra. Để con tay là tay tay. Để trường hợp anh cũng còn phát đang buộc là. Để con tay là lổ cung con. Nhưng mà em thấy cái ước này nó hơi cứng. Không sao, mình cứ cứng lên chắc. Nó hơi cứng. Thành nó phải sát vào thành như trắng này, sát vào thành bóng.